Xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Rồi, mới là khung giờ quen thuộc, Bonsai Thi phát sóng video lúc 11 giờ và lúc 19 giờ. Kính mời quý anh em đón xem, hợp ý những sản phẩm nào thì ủng hộ Bonsai Thi. Thì tiếp tục, Bonsai Thi giao lưu với anh em một cây hải châu, một cây hải châu dáng đổ. Cây cũng khá là đẹp quý anh em. Rồi, kính mời quý anh em xem tổng thể cây. Cây này nó khá là xa, nó khá là lớn cho nội sản thì quay một vài vòng cho quý anh em xem. Rồi, cây này thì cái tổng cái chiều cao từ đỉnh tới cái phần đổ là 80. Là 80 như thế này. Cái vành. Vành của nó là 10 cm nha. Vành là 9 cm của này, vành 9 cm. Đây. Rồi, mình sẽ thấy được camera gần hơn của anh em xem cái phần chi cành. Thì đây một cái dòng hải châu cũng khá là đẹp này quý anh em, dòng lá khá đẹp nha, một cái cây hải châu chuyển thế cực kỳ đẹp luôn. Đây thì phần đế nó cũng khá là hay nha, phần đế khá hay nha quý anh em, tương đối khá hay nha, có đế nha. Đấy. Chỉ cần dòng lá thì đẹp và cái quanh quanh của nó là 9 cm nha, 9 cm. Và cây này thì đường chuyển thế tạo ra những cái con ngạch, tạo ra được có những cái con ngạch khá là ok luôn, vuông luôn nha quý anh, vuông nè. Thì đây nó có phần mình chuyển thế cho nên nó cũng hơi rạn da, thì Bonsai Thi cũng đã tiết kiệm, nhưng mà cây này thì nó đã khỏe rồi, có nghĩa là nó đã thùng rồi. Ở đây có những cái co đẹp nè, có những cái co đẹp của nè, những co này nó vuông nha, ở những cái được ra được có những gấp vuông nè. Đây là khá là ok. Cái này xem mặt này sau. Cái này dòng lá đẹp luôn. Dòng lá đẹp. Thì bên sân thi khu vực bên sân thi nó mưa cho nên nó hơi ồn như thế này, thông cảm nha. Chúng ta xem cái nó hơi ồn, quý thông cảm. Cái này khá là ok quý này. Thầy chuyển thế nha. Đây, mời quý anh em xem tổng thể cây. Mời xem tổng thể cây. Mình xem thì quay cho quý anh em xem tổng thể một lần nữa, xem thì bao giá vô luôn. Cây này chơi rất là nội thuật quá đây, rất là nội thuật. Cây này nó hơi vọng ta chơi mùa sau nha, mùa sau thì có khả năng sẽ cho trái thôi, mùa này thì chưa nha quý anh em, chơi năm sau. Rất là đẹp quý anh em, cây rất là hay nha. Rồi, cây này thì Bonsai Thi giao lưu với anh em giá là 4,3 triệu nha, 4,3 triệu thì bao ship. Rồi, 4,3 triệu bao ship. Rồi, dòng cây quen thuộc trước mắt của anh em là một cây hải châu, một cây hải châu khá là chuyên cây. Cây này đang cho hoa và trái, xíu nữa Bonsai Thi sẽ quay gần của anh em xem. Kính mời của anh em xem tổng thể cây. Cây này là một cái cây tầm trung nha, cây này là cây tầm trung, một người bê rất nặng quá nè. Cây này hai người bê nha, một người bê rất nặng. Cây này có bộ đế rất là đẹp, rất cực kỳ khủng luôn. Cây đang hoa cho trái, đang cho trái và tiếp tục nhận cái đưa hoa tiếp theo. Rồi, cây này có cái bộ đế, cây có bộ đế khá là ấn tượng quá nè. Bộ đế là 45 nha, 46 nha. Đây có phần đế là 46. Cái thân này nó kích thước là 14 nha. Và cái thân kiền là kích thước là 10. Rồi, đây có chiều cao tính từ mặt chậu lên là 60.
Rồi, phụ tán. Phụ tán khoảng 65 của em, 65. Chậu này là chậu Phúc Lộc Thọ nha, chậu tròn. Kích thước là 28 và chiều cao chậu là 24 nha. Cây này khá là lớn. Cây này tính theo chiều ngang đây thì nó tầm cái tán thì nó tầm khoảng 45 nha, 45. Rồi, bọn xem thi quay gần cho bên em xem. Cây này thì nó đang cho hoa và trái nè, đang cho trái nè. Đấy, bên em sao? Trái rất là đẹp nè. Đây dòng đây là dòng la trái dài nha. Đó, trái bên em. Đây. Những cái mùa trước nè. Đấy, những cái mùa trước. Nó lắc đác rất là nhiều nha, hầu như là kín cả cây bên em. Và đang tiếp tục cho những lứa hoa tiếp theo nha. Ok, những cái lứa hoa này. Đó, trái bên em, trái nha. Trái rất là đẹp, trái này cũng trái rất nhiều. Chung là cây này thì nó cũng lác đác, nó trái nó cả cây. Bên em xem nè. Thế là ok. Đây, trái nha. Và nó tiếp tục cho lứa hoa tiếp theo nè. Nó ra trái một năm, nó ra rất là nhiều đợt của em. Rất là nhiều đợt. Đây, bên em xem. Trái rất là đẹp nha. Đây là cái dòng trái dài nha. Bên em xem nè. Cái dòng trái dài. Bên này còn trái bên đây nè. Thì kia đây đạt được trái mùa trước. Cây này thì cái phần đế thì nó quá là đẹp. Đế quá đẹp. Còn bên đây thì nó có phần lũa nha. Khu này là khu lũa nha bên đây. Lũa nha. Không có vấn đề gì ảnh hưởng. Tại vì dòng cây khai thác mà. Và cái thân này nó có một cái đường co khá là hay nè. Anh em xem cái đường co. Đấy, cái đường co nè. Co khá là hay khu này. Đường co. Đây bên đây, nó có một cái co rất là hay. Rồi, mời bên em xem tổng thể cây. Cây này nó khá là lớn, mà xanh thi quay rất là xa mới nhìn hết được cái tổng thể cái cây. Bên em cố gắng xem kỹ video. Cây này thì hàng rất là nặng nha, phí ship cũng tương đối cao đây. Cây này ship cũng thấy 5-6 triệu nghìn bữa nay. Rồi, cây 200 này thì Bonsan thì giao lưu với em giá là 4,7 triệu nha. Rồi, 4,7 triệu mình xin thì bao ship. Cái này nó tương đối nó khá là nặng, phí ship với em có thể chúng ta cọc trước Bonsan thì tới định nha. Rồi, 4,7 triệu bao ship. Thì hiện tại đang mùa hoa trái Hải Châu thì bên sàn thi giao lưu cũng khá nhiều cây Hải Châu. Thì trước mắt của anh em thì một cây Hải Châu tầm trung. Cây này thì bên sàn thi cũng vừa siêu tầm về, thấy hoa trái đẹp quá thì đừng lên giao lưu với anh em luôn để của anh em về người ta chờ hoa trái. Cây này thì cái chi cành nó cũng khá ok, tuy nhiên thì nó vượt quá chủ người ta nuôi, nó vượt quá của anh em. Nhưng mà cây hiện tại đang cho hoa trái cho nên là bên sàn thi không có chỉnh chu cái chi cành được. Giao lưu của anh em về chúng ta chơi hết cái mùa hoa của anh em làm lại nha. Rồi, bên sàn thi quay một vài vòng cho anh em xem. Cây này nó khá là lớn, của anh em cây này khá lớn. Tôi sẽ thay đo một vài thông số nha. Rồi, cái này tổng cái vành bể đế nó khoảng 50 nha cái này, 50 nha. Nó gồm hai thân. Thì cái thân trực. Thân trực kích thước là 13 phân rưỡi nha. Và thân hiền. Thân hiền kích thước là 12 phân rưỡi nha. Rồi, cây có cái phủ tán ngang. Cái phủ tán ngang này khoảng rất là lớn cái này. Tầm khoảng 80 nhưng mà sàn thì tính là 70 nha, tính là 70 thôi. Rồi cái cây này có chiều cao tính từ mặt chậu nó là 55 nha quý anh em, 55 nha. Và cái
khách hàng theo đường chim bay nha quý anh, theo đường chim bay. Theo đường chim bay thì nó tới từ ngõ mà đáp tới đây luôn, nó khoảng khoảng 7 75, khoảng 75 80 quý anh, 80 nha, mà thay tính 70 đến 70 cho quý anh. Cái này thì nó rất là lớn. Rồi, anh xin thi quay gần cho quý anh em xem. Cảm ơn quý anh em xem phần đế trước nha. Phần đế trước của anh em. Đế nó rất là đẹp, cái này là thân nhà một cốt nha. Bọn này nó liền dưới đây nha quý anh em. Thân nhà nó là một cốt. Bên đây này. Khá là ok nha. Nó liền cái cốt này. Sau này người ta thay chậu, người ta làm là chỉ cần người ta thay chậu thì người ta nhổm lên. Nó dính ngay tại tại vị trí này. Nó dính ngay tại vị trí này. Chung là đường thân thì rất là đẹp. Đây có những cái đường thân này. Nói chung là cái cây này chi cành nó khá ok nha. Tuy nhiên thì nó hiện nó đang cho hoa trái, cho nên là bên sân thì không có làm được cái chi cành. Chi cành nó phân chi rất là bài bản. Ở đây một chi nè, bên đây một chi, trên ngọn này của anh em xem nè, nó rất là bài bản nha. Nói chung là cái phân chi phân cành đó, bên đây có một cái cành những cái co rất là đẹp nè, còn nó phân chi rất là đẹp là ok. Quý anh em xem cái phần coi lắc này, đấy, cái cột chính thấy chưa? Cột chính nó còn rất là đẹp. Cây này thì hoa trái thì quá là tuyệt vời rồi. Cây đang cho hoa rất là nhiều. Đây quý anh em, hoa rất nhiều bên đây. Quý anh em thấy không? Rất là đẹp. Kín cả cây nha. Trái này quý anh em, trái nha. Đây quý anh em xem này, rất là nhiều cái những cái trái mùa này, bây giờ nó bắt đầu chuyển sang màu vàng rồi. Đấy. Cây này thì chi cành nó rất là đẹp, nhưng mà tuy nhiên thì chủ người ta nuôi là nó đang tược quá trời tược luôn, nên là đang hoa trái mà bộ xanh thì không có chỉnh chu chi cành. Thì giao lưu với anh em về chúng ta hồi chơi hoa trái. Cái này một cái cây rất là ok, dần lá cũng cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn thấy cái chùm hoa phê luôn. Anh em xem nè, quá đã luôn nha. Cái này một cái cây tầm trung, hai người bê, một người bê rất là nặng tay. Cái này hai người bê, một người bê rất là cực, rất là nặng. Cây tầm trung để cho anh em siêu tầm. Rồi, bên sân thi quay một vài vòng. Quý anh em xem kỹ bây giờ. Sau này người ta chỉnh chu là chỉ cần người ta lấy mặt này người ta chơi. Đây chúng ta chơi mặt hậu nha. Hậu. Rất đẹp quý anh em. Một cái cây hạ châu tầm trung. Cây này dáng trực đổ. Cây này bên sân thi giao lưu với anh em giá là 8,5 triệu nha. 8,5 triệu bên sân thi bao ship. Và cái cây này thì khi mà bên sân thi gửi cho quý anh em á, bên sân thi tốn tàn lại nha, tốn sơ sơ lại, tốn tương đối thôi để nó đỡ phí vận chuyển. Bên sân thi làm kỹ với anh em an tâm. Rồi, cảm ơn quý anh em xem kỹ và quan tâm thì ủng hộ bên sân thi, gọi điện trực tiếp hay các bạn mua bán trên Zalo. Số điện thoại cũng là số Zalo bên sân thi luôn gắn trên màn hình. Thì cây này thì nó khá là nặng tiền, khá nặng tiền ship. Quý anh em quan tâm thì có thể chuyển khoản trước hoặc là cọc trước cho bên sân thi nha. Rồi, xin cảm ơn quý anh em đã xem video. Xin cảm ơn và xin chào.